Ơi, chào em. Khỏe không? Khỏe anh. Nhớ ai không? Nhớ anh Lê Thân Thiện. Ok, đang coi gì mà say sưa vậy? Đang coi nhóc nhớ con. Của Khánh hả? Của Khánh. Lâu lắm rồi, anh tắt máy đi, anh em trò chuyện xíu. Kính thưa quý vị, như quý vị cũng đã từng gặp người em trai này, em là em bé Út. Trong câu chuyện mà gần một năm về trước, Lê Thân Thiện đã chia sẻ trên kênh của Lê Thân Thiện về việc em đi khắp mọi nơi để tìm đứa con ruột của mình là bé Quốc Khánh, mới có 3 tuổi thôi. Bà đã bị mẹ đưa vào mái ấm thiên thần gửi, mặc dù bé vẫn còn cha mẹ đầy đủ. Điều đáng nói là Quốc Khánh thời điểm đó đang bị suy dinh dưỡng. Câu chuyện trên kênh YouTube của Lê Thân Thiện đã gây được sự đồng cảm rất là lớn của quý vị mạnh thường quân khán giả. Nhiều ý kiến trái chiều cho rằng hai vợ chồng dù sao cũng phải lo cho con thật tốt nhất, nhưng mà tại sao lại bỏ con vào mái ấm trong khi bé vẫn còn đầy đủ cha mẹ như vậy. Bây giờ chúng ta hãy nghe người cha này kể lại một chút xíu về cái câu chuyện mà gần một năm về trước xảy ra đối với em. Cũng một năm về trước là Út có kể là lúc đó Út có gây lộn với lại vợ Út ở trong bệnh viện quận 9. Thì hôm đó là vợ Út khoảng lâu một tuần lễ sau xuất viện về nhà, vợ Út ẵm con đi, Út liên lạc hoài không được. Sau này Út được cái thông tin là vợ Út bỏ bé Quốc Khánh ở trong mái ấm thiên thần ở dưới quận 9. Thì Út có xuống dưới Út tìm gặp thì đúng là con của Út. Lúc đó Út cũng xót ruột mà Út cũng liên hệ với vợ Út rất là nhiều lần để lãnh con, thì vợ Út không chịu. Nhưng sau này cũng may mắn là gặp được anh Lê Thân Thiện, cũng thuyết phục vợ Út lãnh con về. Thì lúc đó Út có hứa với lại anh Lê Thân Thiện là mỗi tháng Út trợ cấp cho vợ con Út, cho Thanh Hồng tiền để là nuôi bé Quốc Khánh. Thì hàng tháng Út trợ cấp rất là đầy đủ để cho nuôi con, rồi Út cũng có về thăm con. Rồi bẵng sau này rồi cái tự nhiên rồi Thanh Hồng không biết làm sao á, rồi Thanh Hồng quen với cái chị đó là cũng coi như là giới tính thứ ba, coi như là hai người con gái quen với nhau. Thì Út có rất là nhiều hình ở đây, có bằng chứng để Út đưa ra luôn. Nhưng mà để Út đưa ra cho quý vị coi ha, mình nói cái gì cũng có bằng chứng chút xíu người ta mới tin. Đây quý vị coi ha, đây là hai người con gái nha quý vị. Tại sao Út có những cái tấm hình này? Hình này là có Út trên mạng Zalo của Thanh Hồng Út tải về đây. Nên thì mình nói cái gì cũng có bằng chứng đàng hoàng để cho quý vị coi. Thiệt ra thì những cái tấm hình này nó rất là lâu rồi. Nó rất là lâu rồi chứ không phải là mới đây. Thường cái ngày lúc trước quý vị hỏi Út là tại sao mà cứ ngồi mà để nghe Thanh Hồng chửi mà không có lên tiếng. Thì Út cũng nói thiệt, lúc đó thì Út cũng muốn nhịn Thanh Hồng, không có muốn nói lên sự thật. Cái thứ nhất là cho Thanh Hồng có một cơ hội để sửa đổi cái sai của mình. Cái thứ hai, Út muốn im lặng để cho Thanh Hồng lãnh con Út ra. Nhưng mà mãi sau này tới bây giờ thì không có còn nói nữa, cho nên Út mới nói cái sự thật lên cho quý vị biết. Kính thưa quý vị, Lê Thân Thiện xin tiếp lời của Út về cái câu chuyện như thế này. Là cách đây gần một năm trước thì Út với Hồng, hai vợ chồng đang ở với nhau rất là hạnh phúc. Tuy nhiên theo Út thì chỉ vì những cái mâu thuẫn nhỏ thôi mà Hồng lại quyết định là không ở với Út nữa, mà bế con ra ở riêng và Hồng đi làm. Bắt đầu thì Hồng lại viện lý do rằng do đi làm không có thời gian giữ con, cũng không có tiền gửi con ở một đúng cái rồi. Nơi giữ trẻ mà tốn phí, buộc Hồng phải đưa bé vào cái mái ấm dành cho những đứa trẻ mà có phận đời mà không mẹ không cha, gọi là mồ côi đúng quý vị. Tuy nhiên đã nhận được cái sự lên án rất là lớn của cộng đồng với lý do rằng bé Quốc Khánh dù sao đi nữa cũng còn cha còn mẹ đầy đủ, và điều đặc biệt nhất là bé vẫn đang trong cái giai đoạn là bệnh không có phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác mà lại để cho bé vào mái ấm như vậy. Thì thời điểm đó thì Lê Thân Thiện đã cùng với Út và có sự trao đổi với Hồng, cuối cùng là đã lãnh bé ra đúng không? Đúng rồi. Thì thời điểm đó Út có khẳng định với kênh YouTube của anh Lê Thân Thiện rằng Hồng rất là trung thủy, không có cái chuyện quan hệ trai gái nha. Thời điểm đó em có khẳng định điều đó đúng không? Đúng rồi. Hồi trước là Út ở với Hồng là năm Hồng 20 tuổi tới 24 tuổi thì không có chuyện gì xảy ra.
là không có cái sự mà quan hệ với những cái người mà ngoại tình đúng quen rồi, ai đúng rồi, đúng. Nhưng mà bây giờ thì Út lại phát hiện ra một điều rất là khủng khiếp, thì Út có thể nói rõ hơn về cái điều mà Út phát hiện đó như thế nào? Thật ra đó thì cái này Út biết lâu rồi, cái người mà Út đưa trong hình coi đó là kế bên Thanh Hồng đó, là thật ra là một cái chị. Nhưng mà cái chị này là ngày trước là cũng như là hai người con gái ở trong bệnh viện quận 9 giống như người ta giới tính thứ ba vậy đó. Nhưng mà là người ta ở trong đó thì Út có gây lộn với lại Thanh Hồng ở trong đó. Thì cái chị đó chỉ tên hình như chị My, chị có nói với lại Thanh Hồng á, sau này chị kể Út nghe. Chị nói Thanh Hồng á, thôi bây giờ theo chị về dưới ở đi vài bữa đi cho thằng chồng nó tởn, sau này nó không có dám chửi em nữa. Thì chị có cho Thanh Hồng ở nhờ đâu được chắc cũng cỡ nửa tháng. Rồi cái sau đó rồi quen cái Thanh Hồng cặp với lại bạn của chị, rồi coi như giống như giật chồng ta nói đại vậy đó quý vị. Đó rồi theo người đó luôn. Rồi ngày 23 tây tháng 7 là lúc mà giãn cách xã hội á, thì lúc đó thì bên Bi đó, thành phố Thủ Đức là vùng đỏ nên tạm thời không cho chạy. Thì má vợ của Út á, có điện cho Út. Má vợ nói là mày nói má không có tin, mày gửi hình mẹ không tin, nhưng mà hôm nay mẹ thấy được, mẹ bắt được nó đập điện thoại của mẹ luôn. Nó nhào tới mẹ quýnh, mẹ chụp cái chổi mẹ quýnh nó nhào tới, nó định quýnh mẹ luôn. Mẹ vợ Út khóc nói lúc này nó mất dạy lắm Út ơi, nó không có còn như hồi xưa nữa. Mày từ nay sắp tới mày không gửi bất cứ cái gì về cho nó luôn, kể cả một hộp bánh, một bịch kẹo, một gạo thóc, không gửi tiền luôn, cho nó biết thế nào lễ độ. Cái mẹ Út nói để ngày mai mẹ về coi, mẹ hôm qua mẹ đuổi nó đi không biết, mẹ tức mẹ đuổi đi, mai mẹ về coi nó còn ở nhà không. Thì ngày mai mẹ vợ Út về, Thanh Hồng dọn đồ dọn đạc rồi ẵm con đi đâu mất tiêu rồi. Bữa hôm ba vợ Út cũng nói với Út là hiện giờ đó là mà Út hỏi thăm mẹ vợ Út trước, thì mẹ nói là ba nói là mẹ đi tái khám ở bệnh viện Định Quán và bị Covid-19, bây giờ sức khỏe suy yếu lắm, đang nằm thở oxy, nhưng mà có vẻ thấy tỉnh lại rồi, ngồi ăn được rồi. Út cũng mừng. Út hỏi qua con Út thì ba nó không biết bây giờ nó ẵm thằng nhóc đi đâu nữa, giờ tao không biết. Mà tao có nói với nó đó là nếu mày chọn con đường đó đó thì mày trả con về cho ba nó nuôi đi, để sau này á nó dù sao cũng ba ruột cha ruột nó, để sau này con mày nó hư á tội nghiệp nó lắm, nó đi theo con đường đó tội nghiệp nó, mày trả con về cho ba nó nuôi đi. Cái Thanh Hồng nói đẻ được thì con nuôi được. Ông nói nếu mày vậy thì tao không có chấp nhận cái thứ đó vô nhà tao, muốn làm gì làm đi. Thì đi tới nay Út biệt tích, cũng không biết con Út ở đâu, bây giờ đau bệnh sống chết hay gửi chỗ nào Út cũng không biết, cũng buồn Út đau muốn chết. Nãy Út có nói là mẹ vợ Út nói câu là trước đây thì mày nói thì tao không tin. Đúng rồi. Và bây giờ thì tao nhìn cái điện thoại phải không, mà đúng đầu rồi. Hồng mới giật điện thoại lại có một sự gây gỗ với mẹ, thì Út nói chi tiết luôn, mẹ vợ nói là phát hiện cái điều gì mà đến mức độ mà hai mẹ con xảy ra cái chuyện mâu thuẫn. Mẹ vợ Út về nói chuyện với Thanh Hồng, thì nó nói bây giờ chán rồi, quan đàn ông, đàn ông chán rồi, dở quen qua đàn bà, nó thích vậy. Rồi cái mẹ vợ Út nói giờ nếu vậy thì bây giờ mày tính đi. Mẹ vợ Út với ba vợ Út mới nói thôi mày giao con lại cho ba nó nuôi đi. Thì Út có nói với Thanh Hồng rất là nhiều lần, Út cũng đã có từng trả nợ cho Thanh Hồng hai lần, một lần 8 triệu, một lần 10 triệu. Là Út đưa là trước mặt chủ nợ có mẹ vợ Út nha, rồi có một cái chị đó, mẹ vợ Út làm cho chị đó, Út cũng trả nhiều lần. Và Út cũng có nói với Thanh Hồng á, bây giờ em có cần tiền, bây giờ em trả con cho anh đi, anh nuôi con, anh cho em số tiền 20 triệu đồng. Em có nói rõ ràng với Thanh Hồng qua tin nhắn, để đó em làm kế sinh nhai. Còn con khi nào em nhớ em cứ đến thăm con, anh không cần em cho một đồng nào, cho dù có cho anh cũng không lấy. Giờ sau này tiền của Mạnh Thường Quân cho anh cũng không nhận, anh chỉ là nuôi con anh thôi. Đó, Út có nói rõ ràng với Thanh Hồng vậy. Thưa quý vị, thì sau khi mà Lê Thanh Thiện với em Út có đến máy ấm thiên thần cùng với Hồng, vợ Út, để mà lãnh bé Quốc Khánh ra. Thì sau đó như quý vị đã từng theo dõi kênh của Lê Thanh Thiện thì Hồng đã quyết định là không ở với Út nữa, nhưng sẽ đưa con về quê mẹ, quê ba của Hồng ở Định Quán. Thì thời điểm đó thì Lê Thanh Thiện nghĩ rằng đã ổn định rồi. Nhưng mà sau đó thì như Út nói là bây giờ là tiếp tục ẵm con đi nữa hả? Đi mất tiêu rồi, rồi còn gạt Út. Nói với má vợ Út là má vợ tội nghiệp, má vợ mất mặt với Suya. Nói là nó hứa với em là đàng hoàng, ăn Tết xong rồi nó ẵm con lên, nó ở với Út để hai đứa lo cho con. Bây giờ đùng cái nó bỏ vậy rồi, em cũng còn mặt mũi nào nói chuyện với chị. Tội nghiệp má vợ em cũng khóc, với lại má ruột em cũng nhiều. Vậy thì cái lần cuối cùng Út gặp con của Út là từ thời điểm nào và đến đây thì bao nhiêu lâu rồi? Trước ngày bị giãn cách xã hội à.
Là tháng 6 đó hả em? Tháng 3, tháng 8, tháng lúc đó còn cho đi lại tháng 7. Là em về quê thăm vợ con mình hả? Đúng rồi. Về thời điểm mà lên thăm thì thấy tình hình con của mình như thế nào? Bé biết đi rồi, nhưng mà còn hơi yếu, nói chung đi được rồi. Nhưng mà nói chuyện thì mới nói ba với mẹ thôi chứ không nói được nhiều. Rồi thời điểm đó em gặp Hồng thì hai vợ chồng nói chuyện gì với nhau và có cái gì gọi là gây gắt với nhau không? Không, Út cho nó tiền trả nợ chứ Út không có nói gì hết. Rồi em có nói với Hồng là hai vợ chồng về ở lại không? Có, nó cũng làm thinh vậy á, nhưng mà nó cứ nói là em nói sao lại vậy. Nhưng mà bây giờ rồi cũng có vậy, nó qua Tết lên giờ nó biến mất rồi, nó ẵm con đi không biết đi đâu nữa. Bây giờ không biết nó có giữ con không hè. Bữa lâu rồi có cái chị đó gọi cho Út, nói là cái chị đó hình như chị My hay chị gì đó quen với cái bạn trước của cái bà, cái con nó đang quen, nói với Út là nó ẵm con nó gửi vô trong chùa á, nhưng mà thầy không có nhận. Thầy nói cái này có trên YouTube có cha có mẹ, thầy không nhận. Vậy là cũng đã có một lần nữa ẵm con đi gửi rồi. Rồi gửi vô chùa mới đây thôi à, mới điện đây khoảng chừng chưa được tháng. Rồi bữa lâu rồi. Đâu bây giờ Út gọi lại cho chị đó một lần nữa thử coi chị đó nói có biết gì về Út Khánh không? Không, Út không có số, Út có Zalo nhưng mà Út không có Út Zalo, nhưng mà giờ này người ta đi làm rồi có Zalo người ta. Từ bữa giờ là Út có điện thoại được cho Hồng vợ Út không? Có vui thì nó bắt máy, buồn không nhưng mà nó không bắt máy đâu. Những lúc vui bắt máy thì Hồng nói gì? Hỏi con thôi, Út chủ yếu hỏi con. Rồi Hồng nói gì về con Út? Nè, con ông khỏe lắm nè, người ta nói đó. Hiếu xin đi, đó người đó đó. Đây là bạn của Thanh Hồng á, ân nhân giúp đỡ nó giật chồng người ta luôn. Bây giờ mong muốn của Út là gì? Có muốn ở lại với vợ con hay là chỉ không. Mong muốn là... Thôi bây giờ Út nói thẳng thôi, bây giờ nếu mà tới đường đó thôi Út nói như Thanh Hồng cứ ẵm con trả cho Út đi, rồi Út cho nó một số tiền làm kế sinh nhai, Út hứa sao Út làm vậy, cứ có mặt anh Thiện ẵm con, chỉ cần đưa cho Út một tờ giấy khai sanh để sau này Út cho con Út đi học, rồi Út cho tiền Thanh Hồng ngay trước mặt của thân Thiện, anh Thiện luôn, làm kế sinh nhai rồi sau này Thanh Hồng làm gì làm. Lúc nhớ Út nhớ con cứ đến thăm con, không cần cho Thanh là con của Út một đồng nào hết. Và trả lại cho Hồng cái sự tự do. Đúng rồi. Quen nhau thì quen hả? Đúng rồi, chính xác. Bữa hôm lâu rồi ngân hàng điện cho Út á, nói là mua xe trả góp gì thiếu người ta 40,000 đó, nhưng Út nói giờ Út không còn ở với Hồng nữa, Út không biết gì hết. Mà có cái chuyện này Út nói để cho quý vị nghe luôn, là thiệt chất ngày xưa á, là tất cả những cái tiền của Mạnh Thường Quân cho Thanh Hồng, mà Thanh Hồng nói là Út ai lấy tiền đó Út ăn, Út không làm á, thì giờ Út nói cho quý vị nghe là tiền đó tất cả đều nằm trong tài khoản của Thanh Hồng. Mà cái 25,000,000 sau này là Thanh Hồng lấy ra để mua chiếc xe trả góp cho người ta. Cho nên quý vị cũng đừng có nói là Út lấy tiền để Út ăn. Mua xe trả góp cho người ta, đây chiếc xe đây. Này có hình ảnh đàng hoàng, mua xe trả góp cho cái người đó. Rồi điện thoại của con Út, Út mua cho một cái Apple 5 cho con Út xài Út coi. Lấy cái điện thoại bán luôn. Một cái vòng đeo tay, một sợi dây chuyền lấy bán mất luôn của con Út. Út mua cho con Út vàng, bán luôn vàng luôn. Bây giờ Út cũng không còn gì để nói hết á. Út buồn. Là mấy tháng nay rồi không gặp con luôn hả? Không gặp. Không biết bây giờ là con sống khỏe mạnh ra sao nữa hả? Không gặp, nhưng mà chắc còn ở dưới, tại vì ở dưới đang dùng đỏ, chưa có cho lên đây đâu, còn vòng vòng đâu ở dưới. Ở dưới Định Quán á hả? Đúng rồi. Thì sao Út không làm một chuyến về thẳng trên trển để coi tình hình con mình như thế nào? Nhưng mà phải Út phải biết chỗ, chính mà Út phải biết chỗ ở đâu mà. À, không còn ở nhà mẹ luôn hả? Đúng rồi, đã nói là bà già, ông già đuổi đi rồi, không cho ở nữa. Wow. Bây giờ Út có thể xác thực thông tin bằng cách gọi điện thoại cho mẹ vợ. Mẹ vợ nằm bệnh viện mà, thở Covid-19 mà, nó đập điện thoại của mẹ rồi, mẹ đâu có còn điện cho mẹ nữa. Đập điện thoại của mẹ luôn. Đập điện thoại. Những gì nãy giờ Út chia sẻ với kênh Lê Anh Thiện là hoàn toàn chính xác. Bây giờ mẹ Út á, chính mẹ Út muốn gọi cho, lúc mà còn khỏe gọi cho Út phải mượn một cái máy của cái chị mà mẹ Út làm chung đó, để là gọi, để nói chuyện thôi, chứ còn điện thoại bây giờ đã đập bể rồi, không nói chuyện được nữa. Những gì nãy giờ Út nói về Hồng là điều hoàn toàn chính xác. Cứ kêu Hành Hồng ra để đối chấp với Út, có sao Út nói vậy. Nếu Út nói láo thì sao Út có hình, là hình làm sao mà ghép được như vậy. Mà những hình ảnh đó là Út lấy trên chính cái trang cá nhân của Hồng. Đúng rồi. Và Hồng cũng công khai thôi chứ không có giấu giếm gì cả. Hồng Zalo, TikTok thì nó không có công khai. Facebook với lại TikTok thì nó không công khai, nhưng mà Zalo nó để
đó, nhưng mà để cái chế độ là chặn cái người tìm, nhưng mà có trong mình có trong danh sách thì mình có thể thấy được. Vậy là Út không nằm trong cái danh sách bị chặn? Đúng rồi, Út thấy được. Nhưng mà hôm nay đã hết xài Zalo rồi. Zalo Út thấy là hoạt động từ ngày mấy tháng mấy tới giờ không gài xài nữa. Chắc có lẽ bỏ rồi xài Zalo khác hay sao, Út không biết nữa. Vậy bây giờ Út khẳng định là Hồng là đã có người thứ ba. Đúng rồi, người thứ ba mà cái giới tính này, con gái với con gái nói chung là vậy. Vậy thì cuối cùng cái mong muốn cho bé Quốc Khánh được ở hạnh phúc bên mẹ và ba nó đã không thành sự thật rồi quý vị ơi. Bây giờ Út cứ nói đó, bây giờ Thanh Hồng cứ không nuôi được bé Quốc Khánh cứ trả về cho Út đi. Út hứa Út cho 20 triệu thì Út cho 20 triệu, có mặt thân thiện Út đưa tiền luôn cho Thanh Hồng làm kế sinh nhai để sống. Còn khi nào nhớ con cứ đến thăm con, cứ đừng ngẫm con Út này đi mai đó đi tùm lum tà la rồi. Nè, năm sau là bắt đầu đi học rồi, không có học rồi sao vô được lớp 1. Rồi phải học dở lòng nữa mới vô được lớp 1. Cái ẩm như vậy rồi mai mốt con Út nó dốt rồi nó lại bệnh nữa, rồi đang dịch Covid-19 bùng phát tùm lum. Bây giờ không biết sống ở đâu làm cái gì luôn. Bữa hổm Út mới nhận tiền trợ cấp của con Út được 1 triệu nè. Út nói để bữa nào Út ra gặp Út về Út gặp Út cho, Út gửi cho con Út nè, vàng Út mua cho con Út nè. Có bằng chứng đàng hoàng đâu quý vị, nó bán mất tiêu rồi. Đó, sợi dây chuyền nữa, bán rồi. Qua video này thì có thể Hồng sẽ xem được. Thì Út muốn nói gì với Hồng thì Út nói đi. Út không muốn nói gì với Hồng hết á. Út mong Hồng dù cho Út cái giờ dù cho Út với Hồng cỡ nào, nhưng mà Út cũng có một lời cảm ơn. Dù sao là Thanh Hồng cũng đến ở với Út khi còn đôi bàn tay trắng, Út rất cảm ơn. Nhưng mà bây giờ duyên nợ của mình đến đây là hết. Nhưng mà dù sao cũng còn có con. Thôi giờ em không nuôi con nữa thì em cứ đem mang về cho anh nuôi. Khi nào em đến nhìn con cũng được. Nhưng mà đừng có bỏ con nữa, tội con lắm. Út chỉ muốn nói vậy với Thanh Hồng thôi. Nhưng mà nếu như Hồng đi ở với người khác mà vẫn thêm theo con ở thì nó cũng là một cái sự an toàn cho bé. Nó không bị bỏ ở bên nơi nào. Út có đồng ý như vậy không? Nếu Hồng ở với người khác mà vẫn cùng ở chung với con, không bỏ con. Nhưng mà phải kiếm người đàng hoàng ở chứ ai mà ở như vậy, lớn lên là con nó hư. Không, cái chuyện đó mình không can thiệp được, bởi vì tình yêu thì nó không có thể nào mà mình nói được đâu Út à. Thì muốn làm gì làm, nhưng mà phải cho Út biết mặt con Út ở đâu làm gì chứ đâu có nói vậy được. Dù sao cũng là con mà, chính Út lên tòa Út hỏi ở tòa án còn nói Út bây giờ chỉ cần biết được Thanh Hồng ở đâu là sẽ gửi đơn về cái nơi đó mời cô lên. Tuy là Út không có tên trong giấy khai sanh, nhưng mà theo điều 189 của bộ luật hôn nhân gia đình, Út có quyền yêu cầu xét nghiệm ADN để nhìn con. Tòa chấp nhận cho xét nghiệm ADN là Út có quyền dành con để nuôi. Thì tòa có giải thích cho Út là cứ kiếm chỗ của cô rồi Út sẽ, người ta sẽ tiến hành mời cô lên. Nếu mà nhận định được cái chỗ đó rồi sẽ mời 3 lần, không lên người ta sẽ có cách giải quyết. Rồi thì chắc video đến đây thì Lan Thiền cũng xin tạm dừng. Sở dĩ có video này để cho quý vị khán giả có một cái nhìn nó đa chiều hơn về cái câu chuyện của bé Quốc Khánh. Một cái câu chuyện đứa bé bị bỏ ở mái ấm thiên thần gần một năm về trước cũng gây được cái sự quan tâm đặc biệt của quý vị khán giả. Thời điểm đó thì cũng có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng bạn Út này chắc có cái gì đó, cho nên Hồng mới quyết liệt mà từ chối cái sự ở chung như vậy. Tuy nhiên thì bây giờ những gì mà Út vừa chia sẻ thì có một lý do, như những hình ảnh mà quý vị được Út cho xem là Hồng đã có người thứ ba. Thì Lan Thiện cũng đã ráng cố gắng là liên hệ với Hồng để mà nó nghe Hồng nói lên một cái sự đa chiều, tuy nhiên cũng chưa liên lạc được. Cho nên chắc chắn rằng khi video này lên thì Hồng sẽ phải xuất hiện để mà thông tin chính thức về những gì mà chính từ Út vừa mới thông tin cho chúng ta biết. Và Út đã quả quyết rằng đó là những gì sự thật, đúng không Út, em? Út nói là sự thật. Bây giờ Út quý vị không tin, quý vị chơi cứ tới miếu ông Hổ ngay chỗ đường 10 Tăng Nhu Phú B, hỏi hoàn cảnh của Út hồi xưa giờ. Cũng một mình Út nuôi con ở đó nè, cô Nam bán cà phê, cô Phụng, Út điển hình hai người thôi. Hai người đó là giúp đỡ Út đó, thường xuyên cho Út mượn tiền để nuôi con, rồi Út đi làm từ từ Út trả lại đó. Thì cứ đến đó hỏi hai người đó, Út không có nói dối bất cứ cái gì hết trơn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chúc tất cả mọi người những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Chúng ta hãy chờ xem cái câu chuyện này nó sẽ diễn biến như thế nào. Và...
điều quan trọng nhất là chúng ta mong muốn cho Quốc Khánh lớn lên trong một cái sự hạnh phúc và bình an. Út cũng kính chúc cho quý vị được bình an. Lan Thiện xin thành cảm ơn quý vị. Xin hẹn gặp lại trong những video clip khác nha quý vị. Xin quý vị hãy đăng ký kênh để thường xuyên theo dõi những video mới nhất ạ.